kính thưa tất cả các vị đại biểu quý, kính thưa tất cả các bạn sinh viên đã có mặt trong hội trường B1 đại học sư phạm Hà Nội ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì cho phép tôi đại diện là trong ban tổ chức. Tôi tên đầy đủ là Quách Minh Xung, hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ sĩ Thái Hà và đồng thời cũng là trưởng ban tổ chức trong cuộc thi câu lạc bộ sách 2015 ngày trong tháng 4 này. Lời đầu tiên thì cho phép tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý đại biểu khách quý cùng toàn thể các cơ quan báo đài, các bạn sinh viên đã có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Khi nhắc đến sách, các bạn sẽ nhắc đến điều gì? Đối với chúng tôi thì là một câu lạc bộ yêu sách, thì khi nhắc đến sách, chúng tôi nhắc đến văn học đọc. Chúng tôi nhắc đến những cuốn sách mà hay và có giá trị. Đó là một cái động lực mà thôi thúc chúng tôi tổ chức những cuộc thi và như cuộc thi tôi đọc sách năm nay. Cuộc thi thì đã trải qua gần 2 mùa. Mùa đầu tiên là mùa 2014 với chủ đề Khát vọng Việt, và năm nay đó là chủ đề Made in Việt Nam. Như các bạn đã thấy thì Made in Việt Nam cũng chính là tên cho buổi tọa đàm Made in Việt Nam và câu chuyện văn hóa đọc. Đây chính là buổi tọa đàm để mở màn cho chuỗi các hoạt động trong cuộc thi tôi đọc sách 2015. Khi nhắc đến Made in Việt Nam, chúng ta nhắc đến những hàng hóa, những sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam, và trong đó thì sách. Một thực tế hiện nay đó là các bạn sinh viên thường hay đọc sách ngoại văn, hay đọc các sách của các tác giả nước ngoài nhiều hơn là các sách của nhóm tác giả người Việt. Đó là một cái câu hỏi chúng tôi đặt ra, là tại sao? Có phải vì các tác giả người Việt không biết được hay không? Không có được cái điểm nhấn hay có những cái nào đó để các bạn thích thú hay không? Chỉ hoàn toàn thì đó là cái điều mà câu hỏi, là một câu hỏi mà cuộc thi tôi đọc sách hôm nay sẽ trả lời các bạn. Không để mất thời gian lâu vì vị đại biểu cũng như các bạn, thì một lần nữa tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, tất cả các bạn một lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, chúc cho buổi tọa đàm của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp.